tuần đó là cả hai người cũng không nói chuyện với nhau đó. Ảnh mới đăng cái bài là à, hôm nay Marvel ra một bộ phim mới, có ai đi coi với mình không ta? Ừ. Xong em định vô em đồ anh này, em mới comment nó là em nè anh, em nè anh. Anh ngồi anh bóc rủ em đi coi phim thiệt. Rồi tối đó hai đứa đi đâu? Đi em để cho bạn. Lúc mà đi ăn xong anh đang chở em đi ngoài đường thì tự nhiên nó trời ơi em ơi, anh đau bụng quá, chắc anh phải đi vệ sinh, cái ảnh chạy khách sạn. Xong cái ảnh cũng đi vô nhị sinh, đi toilet bình thường. Thì ảnh đi ra kênh kêu ừ em đi tắm đi. Ừ em đi tắm đi. Thì mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà hợp thì mình tiếp tục, còn không thì thôi mình quất ngựa chứ không, quất ngựa chứ không. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Trần Anh Dũng, hiện nay 35 tuổi. Em làm nhạc công với lại xiếc ảo thuật. Oh. À là làm nghệ thuật. Giờ giới thiệu cái đi ha, mời em. À, em chào chị Vân, anh chào anh Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Vy, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh bất động sản. Thôi giờ trước khi chúng ta đến với những câu chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình, mời Dũng biểu diễn sương sương. Dạ, em cũng xin biểu diễn vài tiết mục nhỏ. Ngồi đây. Wow, trời ơi. Wow, trời ơi. Nguyên mỗi cây. Nuốt, nuốt, nuốt. Này là xiếc, cái kia người ta là ảo thuật. Cái kia cái ảo thuật. Gì đây? Ừ. Nó biến ra cái điện thoại bàn. Wow. Là chui qua điện thoại đó. Chui qua điện thoại luôn. Luôn. Em coi điện thoại em còn xài được không? Trời ơi, nó lủng rồi. Nó lủng cái điện thoại rồi. Điện thoại không xài được. Trời ơi, Dũng đã làm nghề này lâu chưa? Dạ cũng được vài năm thôi anh. Vài năm? Dạ. Ừ. Cái nhạc công em đánh trống thì cũng được 20 năm. Vi, em mê ở cái ngạch nào nhất chị Vi? Dạ thật sự là lúc mà lần đầu tiên gặp là không có mấy chuyện đó luôn anh. Vậy hả? Ổng biểu diễn gì chân à. Mà giống như là cái lần đó cũng mắc cười lắm, hai đứa tình cờ đi làm thì làm chung trong hội trường thôi, tham gia một cái sự kiện. Lúc mà ngồi ngoài hội trường thì hội trường đông lắm, cả ngàn người vậy đó. Mà tự nhiên lúc đó em mua ly cà phê, em mới ngồi xuống em đặt ly cà phê kế bên, em cũng không nhìn. Thì cái anh này anh cũng đang định ngồi lên ly cà phê của em, anh cũng không nhìn qua bên em. Cái xong em mới la lên, ủa ngồi với ly cà phê tôi kìa. Xong ổng hết hồn, ổng đứng dậy. Rồi cái ông đi mất tiêu. Tới lúc mà sự kiện diễn ra, đi vô hội trường thì mới biết là em với cái bạn này là có chung bạn chung. Xong cái em mới thấy là mấy bạn kia cứ nhờ cái anh này chụp hình, tại lúc đó cái điện thoại anh này chụp hình đẹp lắm. Chắc cũng phải 50 người gì đó, mà anh này anh tận tình lắm, chỉnh là phải đứng như thế nào, làm dáng ra sao, rồi chụp có tâm, chụp có tâm đó. Rồi xong rồi cái tới lúc mà Eros cũng có tâm nữa, cái đọc tên từng đứa ABCD đó mình cũng ấn tượng. Làm cái việc gì là đến nơi đến chốn. Dạ. Rồi sao? Sau đó là về thì anh này có ad Facebook, thì anh có đăng một tấm hình chụp chung tất cả mọi người lên, có em trong đó thì tap em vô. Thì cả một tuần đó là cả hai người cũng không nói chuyện với nhau đó. Ảnh mới đăng cái bài là à, hôm nay Marvel ra một bộ phim mới, có ai đi coi với mình không ta? Xong em định vô em đồ anh này, em mới comment nó là em nè anh, em nè anh. Anh ngờ ông inbox ông rủ em đi coi phim thiệt. Rồi em rồi có sao đi rồi có đi không? Dạ em đi luôn. Dạ em đi luôn. Nhưng mà nhà em là ở quận mấy? Lúc đó là em còn đang làm việc ở dưới Long An. À, anh này thì ở trên Bình Tân. Là em đi từ dưới Long An lên Bình Tân. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là cũng yêu quá rồi. Vậy là ấn tượng quá rồi. Em có biết nó từ Long An lên không? Lúc đó chưa biết luôn. Chưa biết luôn mà... đúng không? Chứ còn em biết là em sẽ gục ngã ngay từ đi coi phim đầu tiên luôn đó. Rồi lên gặp nhau trong rạp rồi sao? Dạ lúc mà lên gặp nhau trong rạp á, tự nhiên mấy em có cái giống như linh tính kỳ lắm. Lúc mà anh này anh đứng mua vé, em đứng đằng sau lưng á, tự nhiên nhìn cái lưng của anh này cái em cảm giác là muốn dựa vào. Rồi nên... rồi vô gặp coi có dựa không? À vô gặp coi thì anh này anh chủ động chứ. Lúc đó chưa có nói gì hết á chị. Lúc đó em nắm tay xong rồi anh chụp luôn. Không. Mà mới lần đầu luôn đó. Em cũng ảo thuật thiệt chứ. Đi coi phim mấy giờ mới xong? Dạ lúc đó em lên là 4 giờ coi phim cỡ 6 giờ tối xong. Sao tối rồi đi về liền? Dạ không. Chưa anh. Chưa. Đi ăn uống nữa. Đi ăn, đi uống. Lúc đó em đã biết bé từ Long An lên chưa? Lúc đó mới biết, em mới kinh ngạc. Lúc đó là em ấn tượng rồi đó. Thường là nữ cái kiểu mà yếu đuối lắm, đi xa là chắc chắn là không chịu chạy xe một mình. Thích mình lắm, thương mình lắm thì mới như vậy. Hoặc thôi. Là đi ráp, hoặc là nhờ em đặt ráp giùm. Chạy xe ra lên luôn. Rồi tối đó hai đứa đi đâu? Đi em để cho bạn. Lúc mà đi ăn xong anh đang chở em đi ngoài đường thì tự nhiên nó trời ơi em ơi, anh đau bụng quá, chắc anh phải đi vệ sinh. Cái em mới nói ủa vậy hả anh? Tại vì em cũng thấy là mới ăn thiệt. Cái xong rồi cái ảnh chạy khách sạn, xong cái ảnh cũng đi vô nhị sinh, nó đi toilet bình thường. Thì ảnh đi ra cái ảnh kêu là ừ em đi tắm đi. Ừ em đi tắm đi. Lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ, em nghĩ là
ơi, giờ chẳng lẽ đi vô đây rồi á, là ổng cái chiêu này cũng quen quen, là ổng cũng có muốn cái gì với mình, mà bây giờ chẳng lẽ mình làm ổng mất hứng mình đi về thì kỳ quá. Ừ. Thôi các em đi vô tắm luôn. Tới bà thỏ, cái chiêu này là có sẵn luôn rồi, nhưng mà miễn là mình thương nhau thôi, đúng đó. Không? Dạ. Sau cái đó xong rồi thì trong đầu em nghĩ đến điều gì đầu tiên? Em thì em nghĩ lúc đó là muốn dẫn về nhà. Oh. Có trách nhiệm liền, xẹt trong đầu liền. Còn em thì sao, sáng đó có ngại ngùng? Em ra riêng, em ở một mình, em đi làm cũng đã rất là lâu rồi. Cho nên là em cũng quen với cuộc sống độc thân và em tự làm hết mọi thứ. Thì lúc đó em rất là mạnh mẽ. Nên là em lúc đó em suy nghĩ là bây giờ thế giới nó cũng bình đẳng rồi, nam nữ như nhau. Cho nên là khi mà mình muốn quen ai đó thì tìm hiểu về chuyện đó thì nó cũng bình thường thôi. Thì mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà hợp thì mình tiếp tục. Còn không thì thôi mình quất ngựa chứ không, quất ngựa chứ không. Đúng là số trời rồi, hai đứa em sinh ra là để dành cho nhau rồi. Còn cái lúc em vào khách sạn, anh muốn hỏi kỹ hơn chút xíu. Là ổng biểu em, sau khi em đi toilet rồi, ổng biểu em đi tắm đó. Dạ. Rồi em nghe lời ổng, em đi tắm xong. Dạ. Rồi em đi ra, em thấy gì? Em thấy ảnh đang ngồi chờ sẵn. Quấn cái khăn thôi. Nhưng mà nói thật ra khi mà xảy ra chuyện đó, mình mới thấy là anh này, ảnh giống kiểu là ảnh không có kinh nghiệm nhiều. Theo em dự đoán là ảnh chưa có quen ai nhiều. Ảnh rất là lúng túng, nên là em thấy cũng vừa dễ thương mà vừa cái gì đó nó chân chất. Ngộ ngộ. Chắc giống như trong phim vậy đó đúng không? Đó, nằm nghiêng được, đúng cái khăn. Ráo nước, nằm nghiêng ráo nước chờ. Đúng rồi, nằm nghiêng ráo nước, rất là cinema luôn. Ừ. Ê, nhưng mà cái chiêu mà đi vô khách sạn xã đó, đau bụng á, mà thật sự là có đau bụng không? Dạ, không. Không đúng không? Mà cái chiêu đó là tự phát hay là học hỏi từ đâu? Em coi trên phim. Em coi trên phim. Với lại hồi đó là em quen mấy người trước á, là em nhát lắm, nhát tới nỗi mà nắm tay không dám nắm tay, em phải xin phép, em nói là em cho anh nắm tay cái nha. Cái bé đó nó mới nói là trời, anh nắm tay nắm đi, có gì đâu phải xin. Cái lúc đó em mới ngại, mới quê. Bị quê liền. Bị quê liền. Sau em coi phim thấy thì cũng mình cũng dán ráng, mình đàn ông mà mình học hỏi. Mình cố gắng mình thử mấy cái cách đó thử coi như thế nào. Nó có ý định trong đầu là quất ngựa chi phong. Dạ có. Theo suy nghĩ á, là trước khi mà đến hôn nhân á, thì mình phải trải một khoảng thời gian là tìm hiểu ít nhất một năm. Ừ. Em đặt cho mình cái mức là như vậy đó. Còn nếu mà chưa tới một năm mà làm đám cưới đồ này nọ sớm quá thì nhiều khi vô hôn nhân rồi bị sai lầm. Rồi sao bữa đó có truy phong được không? Sao bữa đó đó? Dạ không á. Lần thứ hai xảy ra là cách lần thứ nhất bao lâu? Dạ chắc cũng cỡ 1-2 ngày á chị. Trả lời dữ. Thì đó, nhưng mà lần thứ hai là rủ đi đâu nữa? Đi dạo và đi ăn uống. Rồi về khách sạn nữa. Có không? Có. Bỏ có chứ không? Trời ơi, cho tự nhiên sao? Nghĩ sao tự nhiên đi ăn xong? Rồi trở về. Rồi lần thứ nhì có kinh nghiệm hơn xíu nữa không? Dạ cũng đỡ hơn chị. Đỡ hơn tới. Mạnh dạng rồi, dạ đỡ rồi. Đỡ rung hơn lần thứ nhì. Bao nhiêu lần thì quyết định là không truy phong nữa? Cỡ tới lần gặp mặt thứ hai, thứ ba là anh đã dẫn về nhà rồi. Xong rồi em cũng thấy là gia đình rất là khó khăn. Là do anh Dũng này, anh là một người rất là thương gia đình. Cái khoảng thời gian trước, 13 tuổi là anh đã đi đánh trống rồi. Anh kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà bao nhiêu tiền đó thì anh đều cho gia đình hết. Và sau đó cách đây 3 năm thì mẹ anh mất vì ung thư. Mà trước cái khoảng thời gian mất vì ung thư á, thì chữa trị rất tốn kém rất là nhiều. Đúng thì rồi. Nhà cũng bán nè, xe cộ cũng bán hết. Lúc em gặp ảnh thì đang ở nhà thuê thôi. Lúc mà bước vô trong đó thì em thấy tội nghiệp, thấy thương. Là mới thương. Dạ. Coi như tự nhiên lúc đó là mình thương. Dạ. Và mình xác định là thôi, người đàn ông này là đúng là người đàn ông mà sẽ đồng hành với mình trong cuộc đời, đúng không? Em với Dũng là lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, em với Dũng với nhau là hơn được một năm rồi. Trước đây là em làm gì ở dưới Long An? À, lúc đó em đang làm giáo viên. À. Dạ, em dạy tiếng Anh. Sau đó thì em lúc đó thì em chấm dứt hợp đồng. Thì anh này anh nói là thôi em cứ chạy lên chạy xuống Long An vậy hoài. Anh thấy em cực quá. Và em thấy cái anh này anh quá nhiệt tình, thật sự là anh quá nhiệt tình với mình. Vào cái lúc đó và em đồng ý. Xong hai đứa về ở chung trong cái căn đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Ở chung trong bao lâu? Ở chung được một năm chị. Thì là tiến tới hôn nhân. Dạ. Bây giờ là các em vẫn ở đó luôn. À dạ, tụi em ở chỗ khác rồi, tụi em có nhà rồi. Ôi, chúc mừng. Yeah. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lúc mà hai đứa về ở chung với nhau vậy thì có gây lộn nhiều không? Dạ có nhiều lắm chị. Ban đầu á là rất là hồn nhiên, tiền ai nấy xài. Chỉ có nào chung á thì mới bỏ ra rồi chia đều ra thì em thấy vẫn rất ok. Xong rồi có lần em về nhà và em thấy là ba em đi làm về nhà bao nhiêu tiền đưa cho mẹ hết. Cái mẹ cũng hỏi em là ủa vậy chứ Dũng đi làm về có đưa tiền con không? Em cũng nói mẹ, nói thật mẹ là tiền anh ấy xài. Thì mẹ nói là mẹ không có can thiệp vào cuộc sống của hai đứa, nhưng mà mẹ nói là sẽ sau này sẽ có những cái cần quỹ chung để giải quyết thì hai đứa nên suy nghĩ.
Đó, thì em về em cũng suy nghĩ lời mẹ nói rồi em thấy anh này lúc mà ở chung á thì ảnh rất là thích mua ba cái đồ linh tinh, thì em thấy nói cái đó nó phí quá. Phí. Dạ, bắt đầu em mới khó chịu. Em nói thì lúc ban đầu phản kháng ghê lắm, không có chịu là đưa tiền liền đâu. Cũng giống kiểu là cũng vẫn muốn là tiền ai nấy xài như vậy thôi. Một khoảng thời gian sau thì chịu đưa tiền cho em, mỗi ngày em phát 50 ngàn. Hả? 50 ngàn. Nhưng mà sau đó đùng một cái em phát hiện ra là anh ta có quỷ đen mang một cái túi màu đen nhỏ ở trong cái túi quần lẫn vô bên trong, giấu 50 triệu bạc trong đó. Trời, lúc đó em tức quá trời, vừa khóc lóc vừa nói chuyện các thể loại đồ này nọ. Rồi cuối cùng là hai đứa mới đi tới thống nhất là cam kết với nhau là mỗi ngày giờ em gửi anh, em đưa cho anh 150, còn bao nhiêu tiền anh đưa em hết. Là lên giá hay em lên luôn á? Trời, đúng rồi, em nói luôn là tại tiền em đưa anh ít quá, không có đủ tiền ra đường xài, nội tiền ăn uống đổ xăng không là một cỡ là không đủ. 50 ngàn cho ta, 50 ngàn nó xài gì luôn, đoạn tháng tới 1 triệu rưỡi, có 1,5 triệu bạc. Còn quỷ đen nữa không? Dạ hết rồi. Thầy thôi, nói chung mình cũng mừng đi chị. Cũng mừng nha. Rồi thôi giờ mấy đứa thương nhau gì chắc để nó nói trước đi. Vợ em á nó có cái tật xấu gì đó, đó nói chị nghe coi. Hay lèm bèm, cằn nhằn, cụ thể cái gì cũng nói được. Chuyện nhỏ nữa mà vẫn bị lèm bèm đâu. Ví dụ tụi em uống nước, uống nước mà đun sôi chứ không có mua nước ở ngoài, uống nước đun sôi để nguội á, thì uống xong rồi cái em thấy còn nhiều cũng chưa có cạn nhiều hết á, thì em chưa có nấu nước mới để em đổ vô cũng bị chửi luôn. Đi la nữa tại vì đúng sao hả? Đúng rồi, khi mình uống hết rồi là mình phải đun liền, không nói nhiều. Vì sao về mà đun vậy là uống nước sôi sao mà uống chịu nổi. Thấy mới có lưng có tí xíu à, nó nghe nè, phải gì nè, nó có lèm bèm mà trong đó em đang tập ảo thuật không, hoặc đang tập chống á đó, đó là đang đập như đổ mới là có tật xấu đó. Em đang, em đang đập chống á cái la hét nói là ồn quá chịu không nổi nhức đầu quá. Rồi nó nghe nè, có ghen không, có kiểm tra những cái gì nó thuộc riêng tư của em không? Có, cầm điện thoại với em hàng ngày. Nó có xóa hết mấy cái đứa bạn gái trong fan list của em không? Em tự xóa luôn, sợ lèm bèm á. Ta làm nghệ thuật ta phải có fan đó cô. Không có fan là không được. Bị lèm bèm nó mệt đúng không? Ừ, dạ. Mệt lắm. Rồi còn thật xấu gì nữa? Hay coi chuyện ma. Hay coi mấy cái chuyện trinh thám. Mở điện thoại nằm kế bên em. Em thì hay nằm coi mấy cái TikTok, mấy cái hài hước vui nhộn rồi này kia. Bên này chuyện ma. Cái này ngược lại. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em cũng là người vợ tốt nhưng mà bớt lèm bèm, bớt cằn nhằn lại tí là được. Bớt lèm bèm, bớt cằn nhằn lại. Rồi tới em đó em. Nãy giờ anh nói là anh lòi ra hết tật xấu ảnh rồi. Hay quên là cái điều kinh khủng nhất. Ví dụ như cái chuyện đi lên lầu, có nghĩa là trước khi đi xuống lầu em đã nói là anh nhớ lấy cái này xuống. Mà khi ảnh bước xuống là không có cái đó trên tay. Nên là phải lèm bèm. Rồi tới cái chuyện chìa khóa, nếu như mà anh không giục vô cốp thì anh cũng giục vô trong phòng rồi anh khóa cửa lại. Cái cửa là em phải nói là phá cửa, leo cửa sổ, rồi cốp cũng phải phá cốp rất là nhiều lần. Thậm chí là những cái chuyện quan trọng như là đi làm người ta dặn dò cái gì cũng quên. Em cứ sợ là quên này quên kia rồi làm phiền người ta, cho nên là em cứ phải lèm bèm em nói hoài. Rồi còn gì nữa nè? Dạ, với ngủ nhiều mà ngủ rất là say. Ví dụ như là sáng là ngủ tới 6-7 giờ, thì đêm qua 10 giờ ngủ thì 6-7 giờ sáng dậy là đủ giấc rồi đúng không? Là 9-10 giờ lại buồn ngủ nữa. Khi mà ngủ là rất là say. Em nhớ đợt đó là ở phòng cũ á, là buổi tối con mèo nó chạy trên cái mái nhà mà cái mái nhà nó lập rồi. Cái là phòng. Cái là phòng á. Nguyên cái là phòng nguyên một mảng bự gì nó rớt xuống cái âm. Là em giật mình em dậy liền. Mà bạn này quay qua vẫn ngủ. Trời ơi, chậm thì cái lỗ nó rất là bự. Xong em mới anh dậy anh, anh ra coi với em coi cái gì. Vẫn ngủ chị, không hề biết một tiếng động gì luôn. Vô tâm. Cái em tự em đi ra em coi luôn anh. Rồi còn cái chuyện đó, ảnh nói em á là tối mà có gì nhớ kêu ảnh nha. Nhưng mà tối em dậy em đau đầu hay là em nhức tai á, em bóp tai. Ổng cũng ngồi dậy ổng hỏi: "Ủa em bị sao vậy?" Em đau đầu, em nhức tai quá. Cái xong không? Ngã người ra ngủ tiếp. Sáng dậy là quên hết. Rồi sao? Rồi giờ em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em mong muốn nhất là cái tật hay quên là thay đổi được. Tại vì em hay nói anh là mình hay quên, thì thứ nhất là khi người ta gọi điện, người ta dặn xô thì mình ghi âm lại. Hoặc là mình ghi ra, ghi chú lại. Đó, thì mình làm những cái điều đó. Thì ví dụ mình có quên, bật lên mình nghe lại thì dạo này có làm rồi. Em có muốn thể hiện một điều gì đó với chồng để cho chồng biết là mình rất yêu chồng không? Dạ có, em muốn tặng anh một đoạn trong một bài hát. Đồ, lãng mạn vậy luôn. Dạ. Rồi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngàn mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Ôi ôi. Trời ơi, thiệt quá. Có chồng, chồng nói cái gì đi chồng. Ôi.
Anh yêu em thôi. Thì hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Phan Quốc Sơn, em 31 tuổi, em là kỹ sư phần mềm. Còn em? Em là Trịnh Thị Thanh Thảo, em 30 tuổi, em là kế toán. Một người là kế toán, còn một người là kỹ sư phần mềm. Ấy cha, vậy thì hai người gặp nhau và quen nhau như thế nào? À, dạ 5 năm trước hai vợ chồng là cùng đi sinh nhật của một người bạn chung. Thì mới đầu á là em nhìn cô này thì em cũng thấy là khá xinh, nhưng mà em không có dám cua tại vì em thấy là xinh quá đi, sợ cua không có được thì thành là bỏ qua. Là sao? Thế cô vợ mình khá xinh nhưng mà sau đó em thấy xinh quá đi cho nên em bỏ qua. À, không giống như con cáo đi chùm nho vậy. Vậy thì còn Thảo thì sao? Dạ em cũng không có ấn tượng gì anh, tại vì anh này thì không có nằm trong cái gu của em. Tại vì bữa đó nhìn cái mặt thì còn ngầu ngầu vậy nè, mà cái tướng thì đi cà bơn cho nên là em không có thích. Tôi không hình dung mà được cái tướng cà bơn đó là sao. Đi vô mà cái kiểu như bất cần đời á anh. Ủa rồi vậy thì tại sao hai người lại phải đến với nhau được hay? À, dạ thì do cái người bạn đó cũng sắp đặt đó là cho em đưa cô này về. Nói chuyện thì thấy cũng khá là hợp, cho nên là sau một số lần hẹn hò đi uống sinh tố, nước mía, ăn chè này kia đó là bắt đầu qua lại với nhau luôn. Tụi em đã lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ 4 năm hơn rồi chị. 4 năm hơn, có nghĩa là yêu nhau với lấy nhau là được 5 năm rồi. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là yêu nhau là khoảng 1 năm hả? Dạ khoảng 8 tháng á chị. 8 tháng rồi xong lấy nhau luôn tới giờ được. Vậy bây giờ đã cũng có 2 đứa luôn rồi. 2 đứa? Dạ. Như vậy có nghĩa là thời gian mà yêu nhau nó quá ngắn. Trong khi lấy nhau cái là về là có con liền rồi, sau đó lại có liền một đứa nữa. Thì thực sự là các bạn đã hiểu nhau chưa? Bạn cảm nhận vợ bạn là một tiếp người phụ nữ như thế nào? Sâu sắc hay nông cạn? Nói chung là không được sâu sắc lắm gì ơi. Dạ, cái đó chính đó là có nhiều sự em không chia sẻ được với vợ. À em không chia sẻ được với vợ? Dạ. Ủa vậy thì mỗi lần có một người bất trắc, những cái gì mà khó khăn thì em chia sẻ với ai? Dạ, chia sẻ bằng gái cũ anh. Em bức xúc lắm anh, tại vì đó là mình thì cứ líu lo về nhà nói chuyện với chồng, tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn, nhưng mà chồng cũng không thèm trả lời. Xong rồi nhiều khi em vô Face á thì thấy cứ ngồi nói chuyện với bạn gái cũ. Cái điều đó thì em không có ghen tuông gì hết, nhưng mà cảm thấy rất là bức xúc và bực mình. Thì em nghĩ là nếu mà cứ tồn động cái tình trạng như vậy hoài á là em sẽ bị ức chế nhiều á, là em cũng sẽ có một cái hướng giải quyết khác. Mà lý do gì mà em không tâm sự được với vợ em mà em lại tâm sự với bạn gái cũ? Nói chung là nhiều khi vợ em cũng không hiểu hết cái con người em và cũng không có nhạy cảm á chị. Tại vì tính em cũng khá là nghệ sĩ á, cho nên cái cô bạn gái cũ thì cô hiểu và giống như là chi kỷ hơn, chứ còn không có yêu đương tình cảm gì cả. Nhưng mà em tâm sự gì với bạn gái cũ mà em nói là vợ em không chẳng hiểu hạn được? Như là chuyện nuôi dạy con, cái bạn gái đó bạn rất là am hiểu và rất là dạy con, em thấy rất là khoa học, rất là đúng đắn, trong khi vợ em thì lại em nói thì lại không hiểu, không nghe cái điều đó. Chẳng hạn như là bé được bao nhiêu tuổi thì chế độ dinh dưỡng là sao, cần dạy bé những tính cách gì, rồi và thì vợ em thì lại thiếu sót cái đó, mà cái người mà em tâm sự thì họ lại hiểu được cái vấn đề đó và họ chia sẻ được cái gì. Ví dụ như là chỉ có cái đề tài đó, tại sao em không tâm sự với mẹ em mà bắt buộc lại tâm sự với cái người bạn gái cũ? Dạ thì em cũng coi là bạn thôi à. Em có nghĩ là khi mà em làm điều đó vợ em sẽ bị tổn thương không? À thì em cũng tâm sự nhưng mà em đâu có cho vợ em biết đâu, tại giờ em thì cứ lục lọi cho biết thôi. Giống như là cái khoảng đó là cái khoảng không gian riêng của em trong cuộc sống thôi mà giờ em cứ thích là kiểm soát. Chồng em rất là ích kỷ chị. Ví dụ như cái thời gian mà em không đi làm, em có bầu em bé thứ hai á, em không có đi làm được. Xong rồi chồng em á mỗi tháng đưa về có một cái số tiền nhất định cho em thôi, mà em tính ra với chồng em á là em nói là không có đủ tiền để chia sẻ để lo những cái trong gia đình. Nhưng mà chồng em lại nói là anh là muốn em là phải hùng vô trong đó để cho có ấy trong gia đình, mà thật sự là thời gian đó em đâu có đi làm đâu chị, làm gì có tiền mà lo. Chồng em cứ nghĩ em là ăn xài như vậy, tại vì em chỉ trước mặt chồng em thì em mới ăn xài như vậy thôi, để cho chồng biết là vợ ăn xài như vậy là chồng phải tiết kiệm lại. Chứ còn bình thường em rất là tiết kiệm. Rồi chị hỏi là bây giờ là em đã đi làm rồi, bình thường rồi đúng không? Dạ đi làm bình thường. Rồi chồng về có đưa tiền cho em giữ không? Dạ cũng đưa. Dạ giờ đưa hết luôn hả chị? Đưa hết. Bây giờ để chị hỏi một câu này, em có yêu vợ em không? Dạ có. Bao nhiêu phần trăm? Cũng không còn được 100% như xưa, nhưng mà cũng 70-80%. Lúc nào là 100%? Những cái lúc mà em cảm nhận được là vợ em là thích mình, chị em chăm lo cống hiến về gia đình thì lúc đó. Còn cái lúc mà bà lớn tiếng với em thì còn bao nhiêu phần trăm? Lớn tiếng thì chắc còn 10-20%. Tại vì lớn tiếng là ghê lắm, giống như con hổ vậy đó. Trời, hổ cái vậy đó, tại tuổi cọp luôn mà anh. Thầy ghê, né từ cọp cái thì ghê. Còn nó gào thét ghê lắm mà, giống như là mất trí vậy đó. Không chứ là sao? Không tưởng tượng được luôn á. Em nói thử một cái tài chị không hình dung. Ví dụ như là anh điên à, bị câm à. Có bao giờ mà đang chở vợ ngoài đường mà vợ hét lên vô lỗ tai mà?
Dạ, hét lên giữa đường. Dạ chưa bao giờ. Tự nhiên thì không có, nhưng mà ví dụ như có xung đột chẳng hạn, như đưa con đi khám bệnh mà bất đồng quan điểm cái gì là tự nhiên là đùng đùng là đau to búa lớn luôn anh. Mỗi lần mà nó xảy ra em rất là dị ứng, tại vì em không có thích cái kiểu phụ nữ như vậy. Anh muốn hỏi em nè, chính vì những cái điều đó mà khiến cho em khó mà có thể tâm sự. Dạ chính xác, đúng rồi, đó là một cái nguyên nhân lớn, tại vì ở giống như ở hai cái đường song song gì đó mà nó không có gặp nhau được, không có thể chia sẻ được. Em có thay đổi được không? Dạ thì nhiều khi mình nóng quá rồi em không thể kiểm soát được, nhưng mà ngay sau đó khoảng 15-20 phút hoặc 30 phút nữa là em nói chuyện bình thường với chồng em. Nhưng mà chồng em thì lại không được gì, cứ ghìm với nhau vậy đó, cứ để bụng vậy đó, cứ ghìm nhau dữ hoài. Dạ ra là như vậy nè, vợ chồng hai bạn á đang ở trong một cái tình trạng mà tức là nó không có ở cái vạch mức an toàn đó nha. Cái mà em cảm nhận được đó là vợ em không có hiểu em lắm. Cái em mong chờ là ví dụ như là vợ em có được sự nhạy cảm để hiểu em là em mong gì, em cần gì, chẳng hạn như là có thể đoán được những cái mà mong muốn của em về cuộc sống, về hôn nhân. Thì nhiều khi vợ em lại không hiểu, lại không, cho nên em không thể chia sẻ được. Chồng đó em là không cái khó có chia sẻ vậy. Với em làm sao em hiểu để em đoán. Bây giờ chị hỏi Sơn nè, nếu tình trạng vậy em nhắm là tụi em cầm cự được bao lâu? Dạ thì em cũng hy vọng là sau cái chương trình này thì vợ em là có được những cái lời khuyên và cô ấy có thể là hiểu được em hơn, cũng như em á là em có thể thay đổi được tốt hơn để cho hai đứa nó có thể là tâm đầu ý hợp hơn. Em nói chung là bây giờ hiện tại em cảm nhận được là tụi em có khoảng cách rất lớn, bởi vì chồng em không hề tâm sự với em mà, thì em cũng cảm thấy là buồn. Cái ca này khó à nha Thuận, chứ không có đơn giản đâu nha. Cái đó là chị nói thật. Bây giờ vậy nè, bởi vì cái cá tính của tụi em cũng giống như là một cái quan điểm về cái cuộc sống á, về hôn nhân của tụi em nó tương đối là khác xa nhau. Chồng em cái cảm xúc nó tới và nó lắng lại chứ nó không có tan đi. Còn em lại là khác, cảm xúc nó ập tới em bộc ra và nó hết. Em hiểu không? Ví dụ ngày hôm nay cái hình ảnh mà đập vào mắt chồng em, cái chuyện mà giống như em sừng sổ, em nói là bụng câm hả? Nhớ hoài, không có phai đi được. Chị nói em nghe, nhiều lần như vậy nó cứ giống như nước nó lóng phèn á, nó không có delete đi được, đúng không dạ, Sơn? Bởi vì sao? Chồng em á thuộc loại lãng mạn, thuộc loại sống nội tâm, còn em là tiếp phụ nữ rất là bộc trực, rất là mạnh mẽ. Em bực là em phải nói. Ví dụ tôi không thể đón ý anh được, tôi lo cho con, tôi đi làm, tôi không thể có thời gian tôi đón ý anh. Anh muốn cái gì anh phải nói ra với tôi. Còn anh không nói ra, anh làm những cái chuyện ấy là tôi bực, tôi phải nói. Tôi phải la lên không mà tôi chết. Hai cái tâm hồn của tụi em nó có một cái khoảng cách như vậy. Thì chị nói ví dụ như vậy, em muốn chia sẻ, em đừng có chia sẻ với bạn gái cũ hoặc là những người bạn gái mới. Em có thể nói chuyện với chị, có thể nói chuyện với anh Bin. Em hiểu không? Hoặc là một người bạn trai nào mà thấu hiểu em nhất, chị nói ví dụ, hoặc một bà chị nào đó. Là chị nói ví dụ vậy. Đừng nói chuyện với bạn gái. Em biết lý do tại sao không? Không phải là vì sợ vợ em biết đâu, mà khi em nói chuyện với người bạn gái cũ thì em nói tự nhiên em thấy, ôi trời, cái người bạn gái này, tại sao mình để mất đi một con người này? Trong khi tại sao mình, cái sự chọn lựa không phải là cô ấy mà lại là cô này. Em lại có sự so sánh, và cứ mỗi một sự so sánh đó là em lại càng cảm thấy cách xa vợ em hơn. Em phải chọn cái đối tượng để em tâm sự, cái đó là chị khuyên. Còn về phần em á, em thay đổi cái cách mà đòi hỏi chồng em tâm sự với em đi. Thứ nhất, bây giờ mình bớt nóng tính. Thay vì em nói là anh phải thế này, anh phải thế kia, tôi không muốn như thế này, tôi không muốn như thế nọ, em đừng có nói cách đó nữa. Em nói cái suy nghĩ của em. Em buồn, em cô đơn, em cảm thấy dường như là ông xã không còn thương em nữa. Tại sao em lại không đủ để mà có thể chia sẻ với anh, tâm sự với anh giống như hồi mình yêu nhau vậy đó. Thử đi, chị nói bây giờ tụi em phải dùng phép thử đi. Để làm chi? Để cứu vãn cái cuộc sống hôn nhân này. Chị hy vọng rằng sau cái chương trình này á, khi mà em đã thấy cái giọt nước mắt của vợ em sắp chực trào ra rồi đó, thì em sẽ thấy rằng là cái ức chế của vợ em cũng nhiều lắm. Nhiều lắm chứ không phải không. Mà với một cái người nóng tính như vậy á, không trào ra mới là lạ. Em hiểu ý chị không? Cho nên rằng á, là khi nào em buồn đi, em điện thoại chị nói chuyện với em, sẵn sàng chia sẻ với em nửa tiếng, hồn tiếng cũng được. Hoặc là anh Bin. Về thử đi nha. Dạ. Chúc tụi em vượt qua được cái giai đoạn này nha. Chị nghĩ trong chuyện này Sơn phải là người chủ động đó. Hứa không? Dạ. Ok, xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy? Ngộ ghê. Có ai nói không? Dạ có. Giống nhau quá luôn á. Dạ. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi, em quê ở Nghệ An. Ở hiện tại em sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À, yeah. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Yeah. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về gì? Mỹ phẩm hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho làm đời đẹp không? Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng... Tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó. Đó, bởi vì hỏi vậy để chị Dân nói đó. Ok, mời em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. Dạ, công việc
Dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook và trang bay. Dạ. Dạ. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á. Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Dạ. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai thì ra quán cà phê là vợ em lúc đó là mang cái quần quần đùi với kéo lót áo thun á. Áo thun, áo thun, áo thun, áo thun thì em thấy tướng búp mập mạp là tròn trịa với đi cái đôi giày lúc lúc từ á là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích? Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa dạ có, lúc đầu lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Búp búp quá. Dạ búp búp mà xinh gái. Thế còn em thì sao, lần đầu gặp em á? Là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An, nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á, kêu là lên đó chơi. Thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó. Xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè, anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài. Nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nói chung là không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhòm nhắc à. Nhòm nhắc rồi. Không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta lại đi chung luôn, đi tức theo là nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia, đi với anh kia. Đúng rồi trời, mắt mới gì mặt sọt chi làm cho thấy chứ. Tại không nghĩ gì chứ, đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không, là chưa chắc giọng đi. Phải không Vũ? Không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống đúng mở đó. Cửa là thấy thích rồi. Đúng rồi, nãy nói đó, lần đầu tiên xuống mở cửa là nhìn thấy cái dáng búp. Dạ. là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó đó thì chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có, là sau đó là tuần sau á là đi đi chơi. Đi chơi hát karaoke, mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Cô nói sao? Cô nói mệt quá, nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa thấm là luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa, nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ổng quan tâm mình vậy thì cũng có, cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui. Dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đồ? Cây bắt đầu ngã rạp xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi, chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á, thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9, tức là em ở Dĩ An, anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ấy là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Ảnh ra, ảnh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, ảnh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này. Rồi, mà lúc đó nha, đi xong. Máu không? Máu, mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn. Cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời, em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Dẫu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi, chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh này phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ.
vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhện hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Dài để trên hàng rào có công nhện. Cái sức mạnh mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Trời ơi, thiệt sự. Chị, hôm bữa đó đi có cây số đó, đi thêm cây nữa dám áp lực nghe không? Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Thấy máu đổ. Nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là có bạn em phát hiện. Nhưng mà không có phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Em về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống. Xong em chụp cái tay ra giật lại, cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá trời trời, như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi coi sao mà không đi. Không đi nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm, mà không nghĩ là đứt gân. Lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái thẹo dài của này. Thấy nhọn nhạt quá, thấy cái gân. Ông ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng cắn rồi đúng không? Trời, lúc đó cũng trời ơi, ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ốm nhom ốm nhách à, là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50kg à. Mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu á. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu thương. Đúng rồi, đúng là sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Dạ. Lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá, xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè. À, đi mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Về lỡ phòng trọ với em luôn. Không, ở phòng trọ đó là có bạn nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Không, đây em cũng không nhớ nữa tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, rồi sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, đó là ở lại không? Dạ. Lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là nó bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó. Bao nhiêu lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, hôn lén. Hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm mà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Dũng? Thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng. Hai người. Nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sống ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng như em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ông về ông ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cái sống. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Thì em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu. Nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn. Ơi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết, không đụng chạm gì luôn, cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngay được đúng không? Không ngủ ngay, không ngủ. Nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á, xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi không, ôm nhau đồ này nọ vậy thôi, nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không,
sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? À, có nghĩa là chồng em á, ở ngoài quê thường thường nhìn nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chưa có là vợ chồng. À, mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho, trời ơi nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới có quen nhau mà đứng là bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Chồng em có ý chủ động. Bữa nay sao? Không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em làm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re là làm gì làm cũng tái ma tái máy gì đó mà thấy im ru im ru luôn. Bất ngờ. Sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau như vậy. Dạ, đúng rồi, sau bữa đó. Vô thấy mà nằm im re liền. Nằm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi. Có sự cố xảy ra. Thì gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Giờ 2 tháng sau á. 2 tháng sau là có bầu. Có bầu. Là đêm nào cũng là đêm cây nào cũng đụng chạm luôn đúng không? Ờ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó. Giống kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Nhiều. Liên tục 7-8 lần đó. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt. Như là một đêm là hì hục là liên tục luôn. Cây đêm cây liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, là mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Em bên đạo mà chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi to chưa? Lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác rồi ba mẹ không biết không đi được. Đi tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em, ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé. Dạ. Nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang, nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi, nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa, ba đứa rồi. Yeah. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai. Con trai, thứ hai con trai luôn nè. Thứ ba là con gái. Dạ. Ngon rồi. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn ngon luôn. Quá, em nhưng thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm, và bé sau này á, bé cuối cùng á thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À Bối An Nhiên á, là Bối Bối lớn. Bối Bối An Nhiên lớn. Dạ, Bối Bối nhỏ. Dạ, dạ. Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Hôm nay đang có dẫn bạn này không? Dạ không. Phải có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á,
mà nãy em cũng bị mệt, xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá cưng. Rồi bây giờ 11 năm 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó? Chắc quên luôn hả? Con nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nao đến phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng họ nói, hai chồng nói hoài tối, nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bắn cái này nè, không biết bắn cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó. Mà bắn là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bắn cái em đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập vớt vớt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Đập một xíu và gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà kế bên để chuẩn bị đập mình hứng đó, qua cảng đó cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không có quát, không có. Không, chạy không quát thì chắc lúc cũng biết sai. Tại trời quá rồi mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Này, bỏ. Bây giờ bỏ rồi, sau lúc đó luôn. Nếu mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền. Tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho. Xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em á, dạ hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nói anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có nhiều lắm đó. Hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này, thiết kế cái kia, sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công này kia nọ, là cũng làm. Nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã, nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen. Trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha. Rồi xong rồi vậy đó, rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy chứ, trời ơi thôi làm gì tốn này rườm rà nữa. Xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, chứ thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy. Còn đó bây giờ mong muốn em thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á, mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mà tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ. Mà lãng mạn thì nhiều. Là mình. Đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chồng em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Dạ nha. Rồi thời em tới rồi đó. Không thì không cản luôn đó. Em nói đi. Để mình đoán nghe, trước tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Tại vì căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em nói giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gọn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bả la. Đúng rồi, sao em không ngăn nắp là la. Thích con gọn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ.
nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng, nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Mới hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần giận là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh đang nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày rồi. Năn nỉ 2 ngày mới thôi. Rồi dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng không? Dạ. Đi ở xa đâu cũng đi hết đấy. Anh ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Ra ngoài ai cũng bảo em sợ vợ. Không sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em có bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á, cái đó thôi mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, vợ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Vợ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. À dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la. La chồng trước mặt người ta, người la trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Ủa. Dạ, trước mặt không la thì, có la trước mặt bối không? Dạ, có bối nó giận luôn. Bối giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau, gây nhau em hạt đó, em vừa la lên cái nói mẹ tại sao mày lại như vậy, mẹ không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mày la là nó bối nó nạt em liền luôn, em không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm, không có được đâu. Bảo bối của ba mà, của ba bà bối mà. Rồi sao nữa thì hãy hay giận hơn nè. Anh mua đồ ăn về mà em đùa tí, bảo anh đi không nó ngồi á, anh đi không rồi lại cũng giận, nói vậy cũng giận luôn, không ăn sao, không sao ăn dễ, nữa. Sao dễ tổn thương quá vậy? Dễ giận lắm. Dạ. Rồi ở nhà công việc nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc. Ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm. Em hốt hết luôn. Em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đấy thôi, còn bình thường. Chơi hết. Hết luôn. Dọn dẹp nhà cửa, dạ. Chăm sóc con này rất là em hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon. Nhưng mà ít nấu thôi. Nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Rồi em ước đi. Em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nên em là không muốn thay đổi. Phải giúp bà một. Dạ. Em thay đổi, em muốn thay đổi gì thì có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn. Để đến trưa, nói để trưa ăn. Để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn. Lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi anh. Nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều lỡ dở, người ta bán đồ ăn sáng người ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa để ăn luôn. Xong kìa cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ không à. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em phải giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó là 5 năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là đó. Máy giặt hư. Dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu bị chữ bá. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt rồi. Tay thể dục, tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải cắt cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em á. Em sợ lắm, em không có giặt tay. Quá trời quá đất. Hư cái bàn tay. Quá ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, dạ, thấy vui lắm. Em làm mà thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó, có những cái tật xấu này kia. Dạ. Mà thấy nó dễ thương lắm. Những tật xấu rất là đáng yêu. Quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi, rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng. Đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em thành nói không dừng được. Đúng không chị? Đúng không? Em phải nói. Đó. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Dạ.